Đâu rồi? Rước vui. Được cái. Chết đi. Quên, hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em có channel của mình là Uja. Về hôm nay mình đi hàng quả của mình sau khi mình đã cày cận một quân thì cuối cùng mình đã xây mấy căn nhà này, và riêng mấy cái căn nhà này mình xây riêng là nó không có cập nhật, cho nên là anh em sẽ thấy nó đen hui 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 luôn, thì nó chứng tỏ rằng là nobody there. Cứ hiểu vậy thôi, bởi vì mình cũng khó hiểu nữa. Mà mỗi lần cái rác mình đầy á, chỉ mới đầy một bên thôi mà sao sau nguyên cái khu này nó xả rác luôn. Mấy cái chỗ xa thì nó không có rác, nhưng mà lâu lâu á thì lâu lâu rồi thì sẽ có một đống rác. Nhớ ra là chỗ này mình đã phát hiện một đống rác một lần rồi. Ok, mình đang chuẩn bị mua cái Boeing rồi. Thì cái Boeing á, à nhầm, cái đó không phải là đậu xanh. Đây rồi, máy bay mà mình nên được mua chứ là cái cây 380. Cái này dễ mua rồi, nhưng mà cái này sức chứa nó không có nhiều, hôm nay cái mốt hờ. Cái phần cấp độ thu nhập có thì nó không nên xài cái phần cấp độ thu nhập đâu, nhưng mà nếu như mình giàu thì mình sẽ xài luôn. Nhưng mà nó chỉ xài trong 5 giờ thì cho nên là mình chắc là mình sẽ không xài đâu, bởi vì là hiện tại dân số mình nó bị giảm, và việc là bị giảm ấy thì kỳ mình giảm luôn. Ô, tăng lại rồi, tăng đi. Hiện tại mấy trường học này á, mình xây cái công mấy chục học mấy trăm học sinh thôi chứ không lên mấy ngàn, mấy cây. Mà hơn nữa mình không xây á thì bọn này lên, bọn này chửi kiểu như là do cái cấm biển không vui đấy, giống như cái đầu video thì xây giờ cấm biển đó, hoặc là biểu tình mấy cây. Mà hơn nữa số học sinh vào đó bé tí, nó bé tí à. Ô, vậy thì nãy giờ mình nói chuyện mình đã được 1 triệu rồi, vậy thì mình sẽ đợi tiếp đậu xanh. Ok, mới lên cấp độ hành tinh rồi, hiện tại mới 1.3 triệu,
Ok, mình sẽ gặp anh em sau nha. Cuối cùng mình đã có thể mua máy bay. Yes. Mua. Chúng ta sẽ đổi cây nó thành Boeing 747. Ok. Boeing 747. Yeah. Sử dụng nó. Nhưng mà đi đến đâu mà quan trọng mà nó đi đến đâu cả. Nhìn nè. Hả? Really? 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 Tốn bao nhiêu công sức xây cái này và sau đó nhận ra rằng xây bậy rồi. Cái gì vậy? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Mình phải xem lại video này thôi. Mà nếu như anh em muốn những video mà nó đầu tư nhiều hơn nữa thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhá. Và ủng mà mình hãy ủng hộ bằng một cái ấn subscribe đi và cả nếu như anh em còn xài Facebook thì share cho anh em Facebook nhé. Cảm ơn anh em đã xem video này. Hiện tại video này quá ngắn là tại vì mình tập trung đến cày thôi. Ok, bye anh em, chúc anh em một ngày tốt lành. Thì chắc thì mai nếu như video này đạt được 2 cái nút like thì mình hứa với anh em toàn bộ cái khu này sẽ toàn là biệt thự luôn. Toàn mấy cái khu này. Anh nhầm. Nếu như mình đạt được 10 like thì mình sẽ hứa anh em một ngày nào đó mình sẽ đạt được 250.000 dân số. Nếu như anh em cho mình 10 nút like. Được không? Ok. Bye anh em. Chúc anh em một buổi có cúp lành. Wait. Are you kidding me? What the?